Rồi, chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã trở lại với video mới của Thích Làm Mua. Quý chị và các bạn thân mến, giày dép là một cái đồ vật, một cái vật mà nó đi theo chúng ta hầu như là rất là nhiều. Có nghĩa là khi mà mình đi ra ngoài thì chắc chắn là mình sẽ mang giày hoặc dép hoặc là gì đó để bảo vệ đôi chân của mình. Thì trong cái video ngắn này thì em có mua một cái đôi giày, một cái đôi dép nha quý anh chị và các bạn, đôi dép sục, thì dép sỏ đó, dép rọ. Thì lý do là cái đôi dép cũ của em nó đã bị cũ và hư rồi, cũng mang được nhưng mà để mà đi xa thì không có còn chắc chắn nữa, nên là em quyết định đặt mua một cái đôi dép mới. Thì nó cũng là một cái món đồ bình thường thôi, tuy nhiên là em thấy nó khá là đẹp cũng như là nhẹ, cho nên là em làm cái video này để chia sẻ đến quý anh chị và các bạn. Thì em làm cái video này để thứ nhất là nếu mà quý anh chị và các bạn nào mà muốn mua đôi dép giống như em ở trên mạng và đang phân vân là xem thử coi là cái đôi dép đó, cái shop họ gửi về nó có đúng như là trong hình hay không, hoặc là quý anh chị và các bạn nào không có tìm được một cái kiểu dép mà nó phù hợp ưa thích khi mà mình mua ở ngoài thì chúng ta có thể đặt mua ở trên mạng. Thì quý anh chị và các bạn nào mà muốn mua thì có thể đặt mua dép ngay tại đường link ở phần mô tả, em có để trong phần mô tả ha. Rồi bây giờ em sẽ mở cái hộp, thì cái hộp này em đã mở trước rồi, tuy nhiên là dép nó vẫn còn nằm phía trong. Và bây giờ em sẽ mở ra xem thử coi là cái đôi dép này nó như thế nào, hình ảnh nó kiểu dáng nó như thế nào nha quý anh chị và các bạn. Ok, đây là cái hộp người ta gửi về cho em đó. Thì cái hộp nó thì nó như thế này thôi đó. Thì họ gửi về trong này thì cái hộp nó không quan trọng lắm, chủ yếu là cái phần bên trong. Đây là đôi dép em mua nè quý anh chị và các bạn, nó cũng là đồ rẻ thôi, tuy nhiên là mình thấy nó cũng khá là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái hộp qua một bên ha. Đây là đôi dép, thì nó có cái bọc ở ngoài đó, giờ mình sẽ khui cái bọc này ra. Nó ghi là croc gì nè quý anh chị và các bạn, mình thì không có quan tâm lắm, mình thấy dép nó kiểu dáng nó đẹp và mang được là được rồi. Hai đôi, hai chiếc rồi đây nha quý anh chị và các bạn. Thì nó có cái hai cái miếng này để kê. Ok, mình sẽ cất qua một bên. Rồi đó, thì chiếc dép này cái đế nó như thế này đế nó như thế này, nó có nhiều màu lắm quý anh chị và các bạn. Quý anh chị và các bạn mà muốn lựa thì có thể lên trên cái trang mà mình gửi đường link ở phần mô tả đó, thì quý anh chị và các bạn sẽ thấy là nó có nhiều màu lắm. Ở đây thì mình chọn cái loại là cái đế chỗ này nè, với cái phần toàn thân của nó là cùng màu với nhau đó, tại vì mình không có thích nó nhiều màu, mình chỉ thích nó đơn giản thôi đó. Hai chiếc hai bên, thì chiếc bên trái họ gắn cho cái tag như thế này, bên phải thì nó có cái này, không biết để làm gì luôn, chắc để gỡ ra treo chìa khóa. Thì giờ mình thích mang cái loại dép giống vậy nè quý chị và các bạn. Thứ nhất là cái loại xốp nó mềm, nó ôm cái chân của mình dễ đi, và mình có thể dùng cái đôi dép này đi chơi cũng được, đi uống cà phê là đi chơi xa cũng được, không sao hết, không sao hết. Với mình thấy cái những cái đôi nó giống như vậy thì nó thoáng, và mình thì mình không có thích mang những cái loại giày dép mà nó bí cái chân của mình, nên là mình thích những cái đôi giống vậy, nó xỏ vào thôi là có thể mang đi được rồi, rất là nhanh cũng như là gọn nhẹ. Ở đây nó có cái quai nè quý vị và các bạn, nhựa ở đây thì cũng được, nhưng mà mình thấy cái đường keo này thì không biết xài có bền hay không, hy vọng là nó sẽ xài bền đó. Keo này dán giữa cái quai với cái đế, cái nắp trên với cái đế đó, bên này cũng vậy. Ok, cái này thì mình nghĩ là mình sẽ gỡ ra và chẻ móc khóa. nó chỉ là một cái miếng bình thường thôi nha quý anh chị và các bạn, chắc là miếng lấy từ cái đế nè.
Ok. Đó, thì bây giờ mình sẽ mang thử xem sao ha. Bây giờ mình sẽ gỡ cái này đi. Rồi. Gỡ ra. Bên cái này cũng vậy. Thì ở trên cái loại dép này á, thì ở trên cái shop đó họ bán á quý chị và các bạn, thì cái shop đó họ bán nó rất có rất là nhiều size ha. Từ nhỏ tới lớn luôn. Thì mình chọn cái size này là size số 3940. Thì cái chân của mình nó cũng to cỡ đó thôi à, nên là mình mua size cỡ đó. Chứ mà mình mua size lớn hơn hoặc bé hơn thì mang nó một là sẽ bị chật. Hai là bị lỏng ha. Ví dụ mình chân mình nhỏ mà mình mua size lớn quá thì nó bị lỏng, nó bị rộng. Còn mình mua size nhỏ quá thì nó chật cái chân của mình, mang rất là khó chịu. Nên là mình chỉ lựa chọn cái size nó phù hợp với mình thôi. Ok. Thì bây giờ mình sẽ mang thử cho quý anh chị và các bạn coi ha. Đây là cái chân của mình xỏ vô nè. Đó. Mình mang như là vừa luôn. Cái này là cái size người ta tính theo cái chiều dài của cái từ từ đầu này tới đầu này nè quý anh chị và các bạn. Thì mình chọn cái loại này là 25 phân. Đó. Cái chân của mình có đó. Đây chân trái nè. Đó. Thì cá nhân mình thấy là như vậy là quá phù hợp với mình rồi. Đó. Rồi, thử cái quai coi. Này. Này, có cái quai. Đó. Vậy thôi, không sao hết. Đó, vậy là đủ rồi. Đó. Mình thích cái màu giống vậy thôi. Thì nó trang nhã, nó không có quá lề lề. Nó có nhiều màu, nó có màu cam, rồi màu xanh, rồi tùm lum hết cái quý vị và các bạn. Thì tùy quý anh chị và các bạn chọn cái màu cho ưng ý ha. Đó, đây. Ha, đó, rất là đẹp. Mình thấy vậy là mình cũng ưng rồi đó. Ok thì quý anh chị và các bạn bây giờ thì quý anh chị và các bạn đã được xem thích là mua giới thiệu cái dép này thị phạm cho quý anh chị và các bạn coi. Thì quý anh chị và các bạn nếu mà có lúng túng hoặc là có cái sự lo lắng nào đó khi mà mua, ví dụ như là mình lo lắng là mình mua ở cái dép ở cái shop này rồi họ gửi về có đúng hay không, thì hy vọng rằng qua cái video này của Thích Là Mua thì quý anh chị và các bạn có được cái nhìn về cái sản phẩm này ha. Thì quý anh chị và các bạn muốn mua sản phẩm thì có thể click vào đường link ở bên dưới phần mô tả của video để nhận được để vào shop để mua hàng mà không cần phải tìm kiếm cho nó lâu ha. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã xem video ngắn này của Thích Là Mua. Rồi, và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những video sau ha. Rồi, xin chào.